là đúng nghĩa là câu cá thời Covid nha các bạn. À, hôm nay vỏn vẹn chỉ có nhiêu đây xe của A của Hải Long Vương nha các bạn. Hy vọng hôm nay bắt cá nhiều cho các bạn xem. Bên mình nha, kỳ trước là đến cá mà anh bắt được bò luôn nè, quá hay. Hôm nay mình sẽ câu 14 nha các bạn. Cá bán cái đậu đây, con cá thắt lát mắng cái đậu cá nổ rồi. Lấy cái cò vô. Dướng rồi anh ơi, dướng 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 rồi. Tăng chạy cái tăng ơi. Dướng bên này nè. Coi xuống dưới tăng ơi. Lại đây đi. Dướng luôn anh ơi, bật lê anh ơi. Mặt nè anh ơi. Xem cá mình mới kéo được các bạn. Cá lên đi nha các bạn. Ê, con chừng xuống anh Tâm. Đứng nào. Hai con đang lên cho các bạn. Hay quá bạn ơi, hay quá. Sao đây bắt cá im đi mấy anh. Hello, hello. Anh chào mọi người anh. Hello, hello. Ủa con này bự à. Cá mà. Đây đây cả đây
vậy? Cá to quá nó dễ không nổi. Cá má rồi. Ô chạy vô. Ô cá má. Ồ nó chạy vô. Cá của mình đã lên nha. Cần của mình cá đó anh nó làm tại chỗ kéo vô cái là nó chạy. Thôi nha. Thôi nha. Đâu anh, đâu anh, chạy đâu. Cá quá. Đi tay qua trời. Lớn không? Đây đâu đây, chắc có 10 này 17 kg rồi. Bự đấy chứ. Bật qua bên kia tao. Đập lại nha. Bự à, mập ba. Ngắn quá, hơi ngắn một chút. Dày lắm. Chân lên tăng lên. Hả? Chân lên. Thế là con đầu tiên đã được phá chinh. Đây con cá của mình nè. Chưa có tăng mà. 56. Em hỏi cho cần. 56. Quay. 10 ký 90. Sao quay nè. 1090. À cá của mình 10 ký 90 nha các bạn. Dưới đây còn hai con nha các bạn. Hay quá bạn ơi. Bự ơi. Mày được á. Đây bự à. Wow, quá trời bự luôn. Sao sướng không anh? Bà ca đi ai đồ kiệt. Ai đồ. Cần quay. Nay anh bằng người ta cũng có cái lạ khác lạ đó, có cá rồi đó. Lớn không bạn? Chạy ra đứng đó bạn từ từ rồi. Cái gì nha? Cá qua trái á. Dũng vậy chứ bạn. Rồi, quá trái nhiều quá.
Cái gì má đủ quá. Làm đi sao nè. Nè sao lưng gạo ơi. Cá sóc muối nha các bạn.